Dạ. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Xin kính chào tất cả quý vị học viên đã đến giờ vào lớp. Xin mời quý vị tắt âm thanh và trang nghiêm thân khẩu ý để hướng tâm về thời kinh Tam Bảo tối nay do chị Hồng Mai tụng đọc. Xin mời chị Hồng Mai ạ. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Tinh Tuệ, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ. Dạ kính chào toàn thể học viên trong lớp. Hôm nay con thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sắc ghê ca mê cha rù pê ghê rì si khá ra ta tê chàn ta lê khê vi ma nê đi pê ra thê cha gà mê ta rù a na gà hà nê ghê hà wa thùm hi khét tê phùm ma cha yàn tu đê hoa cha la tha la vi sa mê nha kha gan thap ba na ga ti than ta san ti ke yang muni wa ga wa cha nang sa tha vo me su nan tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha dan ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha dan ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha dan ta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Chami Sankhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dutiyampi Sankhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tati yampi thammang saranang gacchami Tati yampi sangkhang saranang gacchami Itipiso bhagava arahang samma sambuddho Vicca charana sampanno sugato lokaviru Anuttaro purisa dhamma sarathisat Thade wa manutsanang buddho bhagava Tinatthi me saranang anyang buddho me saranang warang Ete na sabncha vacche na hotu me chaya mangalang Uttamange na vandehang padapam sum varuttamang Buddhe yo kalito doso buddho kamatupang mamang Swakato bhagavata dhammo sandhittiko akaliko ehipassiko Opanayiko pachyattang veditap bovinyuhi Tinatthi me saranang anyang dhammo me saranang warang ete na sabcha vacche na hotu me jaya mangalang uttamange na vandehang dhammang chaduvithang warang dhamme yo kalito doso dhammo kamatutang mamang Supatipanno bhagavato savakasangho Ucupatipanno bhagavato savakasangho Nyayapatipanno bhagavato savakasangho Samicipatipanno bhagavato savakasangho Yadidam chattari purisa yugani at Tapurisa pokgala Esa bhagavato savakasangho Ahunayyo pahunayyo Dakkhinayyo Anchalikaraniyo Anuttarang punyakhetang lokasa
Tinati me sanang anyang sangkho me sanang warang etaina sanchawat jena ho tu me jaya mangalang uta mangge na wande hang sangkhang jadui totamang sangkhe yo kali to do so sangkho kamatu tang mamang Wanda mi jay ti yang sap bang sap bat tha ne supatit ti tang sari ri ka tha tu maha bo thing buddha rupang sakalang sada sambuddha atta vi sanh cha đoà đa sanh cha sa sa hát sa kê panh cha sa ta sa hát sa ni na ma mi si ra sa a hăng Tê sang thăm anh cha sang khanh cha a da re na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha we na ham toa sắp bê u pát da we a ne ca an ta ra ya pi vi na sam tu a se sa to sam bút thê panh cha panh nha sanh cha cha tu vi sa ti sa hát sa kê da sa sa ta sa hát Sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham lanh cha sang khanh cha a da re na na ma mi hang na ma ka la nu pha we na han toa sap de u pap da we a ne ka an ta ra ya vi vi na san tu a se sa to sam bút thê na bút ta ra sa te a ta cha ta li sa sa hát sa kê vi sa ti sa ta sa hát sa ni na ma mi si ra sa a hăng tê sang thăm anh cha sang khanh cha a da re na na ma mi hăng na ma ca ra nu pha quê na hàm toa sắp đề u pháp đa quê a nê ca an ta a ya vi vi na san tu a se sa to sắp đề purati ma ya di sa ya sat ta awe ra su khi hòn tu sắp đề purati ma ya nu di sa ya sat ta awe ra su khi hòn tu sắp đề đăng khi na ya di sa ya sat ta awe ra su khi hòn tu sắp đề đăng khi na ya nu di sa ya sat ta A quê ra su khi hòn tu sắp đề bánh chi mà gia đi xa gia sát ta A quê ra su khi hòn tu sắp đề bánh chi mà gia nu đi xa gia sát ta A quê ra su khi hòn tu sắp đề út ta ra gia đi xa gia sát ta A quê ra su khi hòn tu sắp Đề Uttara ya anudisa ya satta A quê ra su khi hòn tu sắp Đề Uparima ya disa ya satta A quê ra su khi hòn tu sắp Đề Hattima ya disa ya satta A quê ra su khi hòn tu sắp Đề Satta A quê ra hòn tu su khi ta hòn tu nít đúc kha hòn tu áp cha tất cha hòn tu ani kha hòn tu đi kha du kha hòn tu aroga hòn tu sampatti sanit chan tu su khi áp ta năng pariharan tu đúc kha pat ta chan nít đúc kha ta giáp pat ta chan nít pa ya so kap pat ta chan nít so ka hòn tu sap đề tỳ pa ni no akasattha cha pummattha deva naga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanang akasattha cha pummattha deva naga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu Khan tu no garu akasattha cha pummattha deva naga mahittika
Bồn nhang nô anu mô đàn tu chi răng rác khăn tu nhà ta dô a ca sát tha cha phùm mát tha đề qua na ga ma hít thi ca. Bồn nhang nô anu mô đàn tu chi răng rác khăn tu bà ni nô a ca sát tha cha phùm mát tha đề qua na ga ma hít thi ca. Bồn nhang nô anu mô đàn tu chi răng rác khan tu nô sa đa y đăng wa ta nô bồn nhang a sa wa ta ya wa hang ho tu ana ga te ca lê sa thu sa thu sa thu. Dạ thầy kinh Tam Bảo đã tụng xong rồi, chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ Cầm Bích để giảng tiếp bài học cho chúng con ạ. Kính thỉnh sư ạ. Dạ, yeah, con kính đảnh lễ sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Xin chào các học viên. Hôm nay chúng ta học tiếp phần lộ trình tâm ngũ môn cảnh thầy Bình Nhật. Hôm nay thì mình học phần là hai bài hôm trước mình đã học về cảnh lớn, cảnh rất lớn. Đây là hai phần quan trọng của tiến trình tâm diễn ra trong đời sống hàng ngày của mình. Vì hai tiến trình tâm này nó xảy ra, nó có tâm động lực, xử lý cảnh liên quan đến ví dụ như là tâm bất thiện, tâm tham, tâm sân, tâm si. Khi mà nó xử lý cảnh thì nó tạo ra cái nghiệp đưa đến tái sanh, hoặc là cái nghiệp ở trong đời sống luân hồi làm cho mình thấy cảnh không vừa lòng, nghe, ngửi, nếm, đụng hoặc là sự xúc chạm không vừa lòng. Dạ, thì đó là hai. Nhưng mà ngược lại, nếu mà ở trong tâm thiện thì nó tạo ra cái quả thích đưa đến tái sanh ở trong cảnh giới an vui. Và nó cũng là cái quả của tâm thiện này khi nó cho quả thì cũng giúp cho chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng cảnh vừa lòng, cảnh tốt. Thì đó là hai lộ trình tâm mà nó quan trọng trong đời sống của mình. Còn hai lộ trình tâm tiếp theo đó là hai tiến trình tâm tiếp theo đó là liên quan đến cảnh nhỏ với cảnh rất nhỏ. Thì thật ra mình học để biết thêm, thì nó không không diễn ra ở trong trường hợp tâm động lực để xử lý cảnh giống như hai trường hợp tâm trên. Yeah. Thật ra các trường hợp tâm này nó diễn ra thì nó không có đầy đủ một cái lộ trình tâm. Yeah. Nhưng mà vì nó có hình thức là lộ trình tâm thì người ta liệt kê nó vào như vậy. Yeah. Thì vì mỗi một bài này thì nó cũng ngắn và đơn giản, cho nên mỗi một loại cảnh khi mà tâm biết thì nó diễn ra cũng đơn giản, cho nên suy gom lại cảnh nhỏ với cảnh rất nhỏ này thành một bài chung. Chúng ta học chung một bài. Thì đây là phần nội dung của bài học mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Đó là lộ trình tâm, lộ tâm ngũ môn thời Bình Nhật. Cảnh nhỏ mà cảnh rất nhỏ. Số 1 là về định nghĩa. Thứ 2 đó là lộ tâm ngũ môn thời Bình Nhật.
cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ, tức là nó có những loại lộ trình tâm nào. Thứ ba đó là các chặng tâm trong lộ tâm ngũ môn thời bình nhật, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ. Thứ tư là các tâm lộ trong lộ tâm ngũ môn thời bình nhật, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ. Thứ năm là các tâm có mặt trong lộ tâm ngũ môn thời bình nhật, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ. Thứ sáu là số lượng lộ tâm ngũ môn thời bình nhật, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ. Thứ bảy là lộ tâm ngũ môn thời bình nhật, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ xảy ra ở hạng người. Thứ tám là lộ tâm ngũ môn thời bình nhật, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ xảy ra ở các cõi. Thì đó là tám phần giống như các bài học trước mà chúng ta đã học. Giờ phần thứ nhất đó là phần định nghĩa. Sao nó lên mà nó lại vậy ta? Định nghĩa. Ở đây chúng ta có hai định nghĩa vì nó có hai phần bài học. Thứ nhất là lộ tâm ngũ môn thời bình nhật, cảnh nhỏ. Là tiến trình tâm sanh khởi qua lộ ngũ môn trong đời sống hàng ngày khi đối tượng cảnh nhỏ chi phối mắt tai mũi lưỡi thân. Thứ hai đó là cảnh rất nhỏ. Đó là lộ trình tâm ngũ môn thời bình nhật, cảnh rất nhỏ là tiến trình tâm sanh khởi qua lộ ngũ môn trong đời sống hàng ngày khi đối tượng cảnh nhỏ chi phối mắt tai mũi lưỡi và thân. Chúng ta nhớ là nó chỉ là mắt tai mũi lưỡi thân. Còn phần ý thì nó thuộc về lộ tâm ý môn. Chúng ta để ý như vậy. Chúng ta có hai định nghĩa vì ở đây nó có hai loại cảnh. Một đó là trường hợp cảnh nhỏ, thứ hai đó là cảnh rất nhỏ. Phần hai là mã đó là lộ tâm ngũ môn thời bình nhật, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ. Trường hợp một là lộ tâm ngũ môn thời bình nhật, cảnh nhỏ. Ở trường hợp cảnh nhỏ thì lộ tâm sẽ diễn ra đó là có từ 4 đến 9 hữu phần vượt qua. Rồi chót thì chót xác định nó có thể 2 hoặc là 3. Chót xác định tức là mình có cái lộ trình tâm đó là khi mà các có cảnh tác động vào thì nó có 4 sát na hữu phần vượt, ít nhất là 4 sát na hữu phần vượt qua. Ở đây mình ký hiệu nó bằng 4 với lại chữ V. Tức là thay vì mình viết nó là 4 cái ô này thì mình ký hiệu nó bằng viết một cái ô mình thêm số 4. Chúng ta hiểu ở đây là 4 ô ha. Tức là nó có 4 hữu phần vượt qua liên tục. Rồi sau đó nó mới giờ thay vì ở lộ trình tâm lớn, rất lớn thì nó chỉ có một hữu phần vượt qua. Ở lộ trình tâm cảnh lớn thì nó có 2 hoặc là 3 hữu phần vượt qua. Nhưng mà ở trường hợp cảnh nhỏ, vì cảnh nhỏ thì cái sự tác động của tâm thì nó yếu, cho nên nó phải xảy ra ở cái tâm tâm chủ, nó phải xảy ra ở nhiều sát na tâm, nhiều sát na tâm, tức là mình có đến 4 hữu phần vượt qua, hoặc là 5 hoặc là 6 hoặc là 7 hoặc là 8 hoặc là 9. Thì ở đây sẽ dĩ nó có là 4 5 6 7 8 9 là vì cái nhỏ này, cái nhỏ nó cũng ở có nhiều mức độ khác nhau. Nhiều mức độ khác nhau cho nên nó dẫn đến trường hợp đó là cái hữu phần cái hộp kiếp vượt qua
nó cũng khác nhau. Sau đó là tâm rung động, rồi dứt dòng, rồi khai mô. Nếu trường hợp cảnh sắc thì ở đây nó là nhãn thức, nếu cảnh thinh thì nó là nhị thức, cảnh vị thì nó là cảnh mùi thì nó là thiệt thức, cảnh vị thì nó là tỷ thức. Xin lỗi, cảnh mùi thì nó là tỷ thức, cảnh vị thì nó là thiệt thức, cảnh xúc thì là thân thức. À, tức là một trong năm trường hợp đó tùy theo cảnh mà thức này nó sẽ sanh khởi. Sau đó là tiếp thâu quan sát xác định, hai sát na tâm xác định, hoặc là ba sát na tâm xác định, nó có thể hai hoặc là ba. Thì trong trường hợp này nó cũng giống như là trong trường hợp tâm khai ngũ môn mà chót na cảnh hay là chót động lực, đó là khi mà tâm, nếu mà cảnh cảnh nhỏ ở đây mà nó cảnh tốt thì cái nhận thức thì nó cũng là thọ xả, hay là nhị thức thọ xả, tỷ thức thọ xả, thì thức thọ xả, thân thức thọ xả, quả thiện. Còn nếu mà cảnh xấu thì là quả bất thiện. Rồi sau đó nó là các tâm tiếp thâu quan sát, nó cũng là tâm thuộc về thiện hoặc là bất thiện. Xác định thì nó chỉ có là tâm khai ý môn làm việc xác định thôi, nó chỉ có một loại tâm thì nó không hoàn thành. Thì ở đây nó cũng có dạng thiện và bất thiện. Nếu mà trong trường hợp thiện thì nó xảy ra với nhóm tâm là tâm xác định, là tâm khai ý môn, nó làm việc xác định cho trường hợp thiện hoặc là bất thiện. Ở trong trường hợp thứ hai thì nó chỉ khác, đó là nếu mà cái tâm nó mạnh một tí thì nó có thêm ba sát na tâm xác định, nhưng mà nó cũng không đủ, nó cũng không đủ để làm cho, tức là cảnh đó nó không đủ mạnh để tác động tâm để có thể sanh có tâm động lực, tâm động lực. Thì đó là trường hợp mà cảnh nhỏ, cảnh nhỏ thì nó chỉ có đến sắc na tâm xác định. Ở trong trường hợp học cảnh lớn với cảnh rất lớn thì sao xác định là động lực. Thì ở đây mình cũng có thể đặt câu hỏi tại sao là thay hai sắc na tâm xác định thì nó chỉ cần một sắc na tâm xác định rồi đến tâm động lực thì được rồi. Tại sao nó hai xác định hoặc là ba xác định? Ở đây sở dĩ nó không cái tâm động lực nó không sanh được á, vì cái cảnh nó yếu, cái cảnh nó yếu, nó chỉ có thể là tới được xác định thôi, nó lên tới động lực nó, lực nó. Nên dù nó có hai hoặc là ba xác định nhưng mà vì cảnh nó yếu, vì nó là cảnh nhỏ cho nên là tâm nó yếu, nó không thể tồn tại lên được tới sắc na tâm, tức là cảnh khi mà tâm cái cảnh nó yếu thì tâm chủ quan, cảnh của tâm chủ quan nó sẽ xuất hiện, nó cắt đứt cái cảnh khách quan, làm cho tâm động lực không thể sanh khởi được. Đó là trường hợp thứ nhất, đó là cảnh nhỏ. Trường hợp thứ hai đó là lộ tâm ngũ môn thời bình nhật mà cảnh rất nhỏ. Cảnh nhỏ với cảnh rất nhỏ này á, thật ra trong đời sống của mình, thí dụ như là mình đi ngang qua cái chợ, mặc dù cái chợ nó lớn, nhưng mà vì khi mình thí dụ mình đi đường, đi xe ngang, đi đường từ Sài Gòn mình về miền Tây chẳng hạn, mình gặp chợ này chợ kia, hoặc là mình gặp những cái công trình lớn người ta đang xây dựng,
Nhưng bây giờ mình không để ý, cho nên chỉ lướt qua, chỉ lướt qua thôi. Thì ở trong trường hợp đó thì cảnh lúc giờ, mặc dù nếu mà nói về công trình, những cái mà mình thấy đó, nếu mình để ý thì nó có thể trở thành là cảnh rất lớn, cảnh lớn. Nhưng mà vì mình không có để ý đó cho nên chỉ lướt qua thôi, cho nên nó không đủ cái cảnh nó trở thành lại cảnh nhỏ hoặc là cảnh rất nhỏ, không đủ để tâm diễn ra được một cái lộ trình tâm. Giống như những cái mà mình không để ý, mặc dù mắt mình có thể thấy, tai mình có thể nghe, nhưng mà vì mình không có để ý nó cho nên là những trường hợp đó nó sẽ trở thành cảnh nhỏ hoặc là cảnh rất nhỏ. Dạ, ví dụ chúng ta đi ra đường mà chúng ta nghe người này nói người kia nói, nhưng mà đến khi vì mình không có để ý cho nên về thì ta hỏi nãy đi ngang qua đường có nghe người đó nói gì hay không, mình đâu biết gì. Dạ, là vì sao? Vì mình không có để ý đến nó, mặc dù là cái cảnh đó nó có vào, ví dụ như là thấy mình có thấy, nghe mình có nghe, nhưng mà vì mình không có để ý nó cho nên cái cảnh nó không trở thành là cảnh rất lớn hoặc là cảnh lớn được, nó trở thành là cảnh nhỏ hoặc là cảnh rất nhỏ, và lộ trình tâm nó không diễn ra đầy đủ. Ở trong trường hợp cảnh rất nhỏ thì mình có từ 10 đến 16 hộ phần vượt qua, hộ kiếp vượt qua, 10 đến 16 hộ kiếp vượt qua. Thì chúng ta thấy là khi mà cảnh nó càng nhỏ thì nó chỉ có sức mạnh đó là tác động vào cái tâm hộ kiếp, tác động vào cái tâm hộ kiếp, nhưng mà nó không không đủ cái khả năng đó là làm cho tâm khách sanh khởi, tức là nó không giành nổi với cái cảnh của tâm hộ kiếp. Ở trong trường hợp chúng ta học cảnh lớn hoặc là cảnh rất lớn á, vì cái cảnh nó mạnh cho nên khi mà nó tác động vào tâm á, thì nó chỉ xảy ra đó là một hộ kiếp vừa qua, sau đó là rung động và dứt dầu, lập tức sau đó là khai ngũ môn liền. Dạ, khai ngũ môn liền. Tức là khi mà cảnh nó mạnh thì nó sẽ chặn lại nó cắt đứt cái cảnh chủ để nó nhận lấy cái cảnh khách quan ở bên ngoài. Dạ, rồi tâm nó xử lý. Nhưng mà ở trong trường hợp cảnh yếu thì nó chỉ đủ tác động, tức là làm dao động tâm thôi. Dạ, chứ nó không đủ sức mạnh để nó cắt đứt cái cảnh của tâm hộ kiếp, để làm cho cảnh của tâm khách quan nó sanh lên. Nó giống như là trong trường hợp mình quay cái máy, để mình khởi động máy bằng cách làm quay, nó có cái tay cầm để mình quay nó. Dạ. Và vì cái sức quay của mình nó không có đủ lực cho nên nó chỉ xoay bao nhiêu vòng đó rồi nó dừng lại, cho nó không có nổ máy để máy nó tự chạy được. Nó càng giống như vậy. Dạ. Thì ở đây vì cảnh rất nhỏ nó cũng được chia ở nhiều mức độ khác nhau, cho nên nó dẫn đến đó là các hộ kiếp vượt qua là cũng khác nhau. Dạ. Ở đây một số trường hợp chúng ta thấy mình quẻ đôi khi là có chữ hộ kiếp ở phía trước, đôi khi không có, thật ra cái đó quẻ cũng được, không quẻ cũng được. Dạ. Tức là trong trường hợp hộ kiếp này á, là tâm mình đang ở cái trạng thái bình thường, chưa có cảnh tác động. Chưa cảnh tác động. Nhưng mà khi mà cảnh tác động rồi thì lập tức nó là hộ kiếp vượt qua. Tức là khi mà có cảnh tác động thì lập tức là nó là hộ kiếp vượt qua. Dạ, cho nên đôi khi có một số sách thì người ta chỉ vẽ đó là vẽ là hộ kiếp vượt qua. Vì cái hộ kiếp, vì khi mà cảnh tác động thì nó không còn là hộ kiếp mà nó phải là hộ kiếp vượt qua.
Còn mình vẽ thêm cái này thì để mình biết thêm đó là nếu mà tâm chưa có cảnh tác động thì nó ở trong cái trạng thái đó là hộ kiếp, hoặc là sau một tiến trình tâm thì tâm nó sẽ trở lại cái trạng thái hộ kiếp, rồi sau đó nó mới tiếp tục cái lộ trình tâm mới. Ví dụ ở trong trường hợp này chúng ta thấy là sau cái 10 hộ kiếp vừa qua rồi nó tái rung động nhất dòng hai sắc na tâm rung động hoặc là ba lộ trình tâm, nhưng mà sau đó là sai đó là tâm hộ kiếp. Rồi nếu mà có cảnh mới đến, ví dụ như là sau cái tâm này, sau cái lộ trình có cảnh mình thấy mình nghe một cái âm thanh mà mình rất thích, ví dụ như là nghe bài thuyết pháp, nghe chư tăng tụng kinh, ví dụ vậy, thì sau đó là một cái lộ trình tâm đó là hữu phần vừa hậu kiếp vừa qua là rồi rung động dứt dòng, rồi khai ngũ môn, rồi nhị thức tiếp thâu quan sát xác định và động lực. Rồi nếu mà cảnh lớn thì nó cảnh rất lớn thì nó có thêm na cảnh. Sau cái tâm na cảnh đó nó lại trở lại đó là tâm hộ kiếp. Dạ. Rồi nếu mà nó không lộ chưa có lộ ý sinh nói tiếp thì nó có thể trở lại đó là cái lộ tâm ngũ môn tiếp theo. Có thể là lại là lộ nhị thức thứ hai, nhị thức thứ ba, ví dụ vậy. Đã trong trường hợp đó mình đang nghe liên tục thì nó có thể là nhiều lộ trình tâm ngũ môn mà sinh ra ở trong trường hợp nhị thức hoặc là trong trường hợp nhãn thức. Mà cứ mỗi một theo cái quy luật của nó là cứ mỗi một lộ trình tâm, dù cái lộ trình tâm đó nó có xảy ra đầy đủ hay không thì cứ sau đó là tâm hộ kiếp. Cứ xảy ra sau đó là tâm hộ kiếp rồi sau đó mới có cái lộ trình tâm mới nữa. Thì chúng ta thấy ở trong trường hợp tâm hộ kiếp này đôi khi người ta cũng biết, đôi khi người ta cũng không có biết, ra mình biết cũng được, không biết cũng không sao, tại ở trong trường hợp này đó là trạng thái tâm đó là nó trở lại bình thường. Trạng thái tâm trở lại bình thường. Còn tâm đang diễn ra, tâm đang diễn ra trong trường hợp này thì nó có, tức là nó không có tâm khách quan. Trong trường hợp này, ở lộ trình tâm này thì nó chỉ có tâm chủ quan, chỉ có cảnh tác động làm cho tâm chủ quan nó dao động thôi, tâm khách quan nó không có. Thì đó là hai trường hợp mà liên quan đến cảnh nhỏ hoặc cảnh rất nhỏ thì tiến trình tâm nó chỉ xảy ra như vậy, chỉ xảy ra như vậy. Để trong trường những trường hợp mà lộ trình tâm mà diễn ra như vậy thực sự là mình không đủ khả năng để mình theo dõi nó, không đủ khả năng để mình theo dõi nó. Mình chỉ có khả năng mà mình có thể theo dõi được ở những tiến trình tâm mà nó xảy ra mà có tâm động lực, mà nó không phải là một lộ trình tâm mà chỉ là sao nó xảy ra ở nhiều lộ trình tâm thì mình mới có thể phát hiện được. Dạ. Ví dụ mà trong lúc mà mình ngồi thiền, trong lúc mình ngồi thiền mà để chúng ta phát hiện được đó là tâm tham nó sanh khởi, thật sự nó không phải là một sắc na mà đó đã nhiều sắc na, nhiều lộ trình tâm nó sanh khởi. Dạ, nhiều lộ trình tâm nó sanh khởi. Dạ. Thứ ba đó là các trạng tâm trong lộ tâm ngũ môn thời bình dịch cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ.
Thì ở đây hôm trước mình học ở trong trường hợp cảnh lớn và cảnh rất lớn, thì khi mình tính chẳng tâm thì mình chỉ tính cho các trường hợp đó là tâm khách quan thì người ta mới tính nó. Thì khi mình tính như vậy thì ở lộ trình tâm mà cảnh rất nhỏ, tức là nó chỉ chót rung động thì nó không có tâm khách quan. Cho nên ở trong trường hợp cảnh rất nhỏ thì nó không có chặn tâm, cả không có chặn tâm. Ở trong trường hợp cảnh nhỏ không có động lực nhưng mà nó vẫn có tâm khách quan diễn ra, cho nên mình tính chặn nó được. Thì ở đây mình có là hai ý môn là một chặn, rồi một trong năm thức là chặn thứ hai, tâm tiếp thâu là chặn thứ ba, tâm quan sát là chặn thứ tư. Tâm xác định dù nó là hai sát na hay là ba sát na, nó quan trọng ở cái tính chặn, mà chỉ người ta chỉ tính là một tên gọi thì nó được gọi là một chặn. Như giống như là hôm trước mình tính về bảy tâm động lực hay là hai tâm na cảnh, dù nó là bảy tâm động lực, bảy sát na tâm động lực, nhưng mà chặn thì nó vẫn là một chặn, tức là nó có một tên gọi thì người ta gọi nó là một chặn. Tương tự đối với na cảnh cũng vậy. Thì ở đây mình có hai xác định hay là ba xác định thì nó chỉ là một chặn. Nên là ở lộ trình tâm thứ nhất và tâm thứ hai này á, thì mình có là thai y môn nhận một trong năm thức tiếp thâu quan sát xác định, tức là mình có năm chặng. Mỗi lộ trình tâm có năm chặng. Còn ở cảnh rất nhỏ thì nó không có, cho nên mình không cần phải tính nó, bỏ nó đi. Thứ tư đó là các tâm lộ trong lộ tâm ngũ môn thời bình nhật, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ. Tâm lộ cũng thì mình cũng chỉ tính nó là các tâm lộ khách quan, các tâm lộ khách quan. Thì nếu mà chỉ tính các tâm lộ khách quan thì ở trong lộ trình tâm mà diễn ra ở cảnh rất nhỏ thì nó cũng không có tâm lộ nào, cũng không có loại tâm lộ nào. Ở cảnh nhỏ thì mình có bây giờ nó có tâm quan diễn ra, cho nên có một số tâm lộ. Nhất đó là hai ý môn, thứ hai đó là một thức tiếp thâu, một trong tiếp thâu. Ba đó là một trong hai tâm quan sát. Rồi thứ tư là xác định. Một, hai, sáu. Sáu tâm lộ, sáu tâm lộ ở trong lộ trường hợp thứ nhất thì mình có trường hợp thứ nhất thì mình có sáu tâm lộ khách quan. Còn trường hợp thứ hai thì mình có bảy tâm lộ. Trường hợp thứ hai thì có bảy tâm lộ khách quan. Được. Ở trên máy nó bị đánh nhầm tí lộ thứ nhất, thứ hai. Ở đây mình chia nó ra thành hai. Tức là tâm lộ thứ nhất thì có sáu tâm lộ khách quan. Lộ tâm thứ hai thì có bảy tâm khách quan. Mình sửa lại cho đó, mình sửa không biết mai mà sửa nó không được.
Thứ nhất có 6 tâm lộ khách quan, trường hợp thứ hai đó là có 7 tâm lộ khách quan. Cái tâm lộ này mình có còn có một cái tên gọi khác, đó là chữ sắc na tâm. À, tức là lộ trình tâm thứ nhất mình có 6 sắc na, lộ trình tâm thứ hai thì mình có 7 sắc na tâm khách quan. Dạ. Dạ thưa sư, cho con không thấy màn hình. Không thấy màn hình sư. Dạ. Không thấy hả? Dạ. Không thấy. Rồi, các tâm có mặt trong lỗ số 5 đó là các tâm có mặt trong lỗ tâm ngũ môn thời bình nhật, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ. Thì ở đây nếu mà chúng ta tính về một tiến trình tâm xảy ra trong trường hợp tâm thứ nhất, ở đây mình có đó là ví dụ như là cho trường hợp đó là nhãn thức, thì ở đây mình có khai ý môn, nhãn thức, tiếp thu, quan sát và xác định. Xác định này thì dù nó có hai sắc na tâm nhưng mà nó chỉ có một loại tâm thôi, nó chỉ có một loại tâm. Giống như là hôm trước chúng ta học về tâm động lực, khi mà nó diễn ra một lần như vậy thì nó diễn ra là 7 sắc na. Dạ. Nhưng mà hệ cái sắc na tâm đầu là tâm tham thì tâm sau nó cũng tâm tham cho đến 7 sắc na. Rồi tâm na cảnh cũng vậy, nếu mà tâm na cảnh đó là nó thọ xả thì tâm sau nó cũng là thọ xả. Dạ. Tức là nó chỉ khác sắc na thôi nhưng mà tên gọi của tâm thì giống nhau. Cả hai trường hợp nếu mà một tiến trình tâm xảy ra thì mình có thứ sáu thứ tâm ha, tức là khai ý môn, tiếp thu nhãn thức, tiếp thu quan sát, xác định, 1 2 3 4 5 chứ ha. 1 2 3 4 5 một tiến trình tâm xảy ra thì mình có 5 thứ tâm. Nhưng mà nếu mình tính tổng quát á, tính tổng quát thì ở đây khai ngũ môn là nó chỉ có một trong năm thức ở đây á, thì nếu mà thuộc về thiện á, thì nó là nhẫn nhĩ tỷ thì thân quả thiện. Rồi nếu mà bất thiện thì nó là nhẫn nhĩ tỷ thì thân là quả bất thiện. Cho nên ở trong trường hợp này thì nó là có 10 tâm. Tiếp thu thì nó cũng có 2 tâm. Quan sát ở trong trường hợp này thì 10. Quan sát ở đây thì nó cảnh nhỏ, không biết là có hai quan sát thọ xả, 11 với lại ở đây là 2 là 13. Với 2 tâm tiếp thu 15. Sao đây họ tính ra 10. 17 tâm khách quan ta. Một tâm quan sát thọ xả.
Dạ, nếu 17 là tính ba tâm quan sát thưa sư. Tính ba tâm quan sát hả? Vậy thì ở đây thì ba tâm quan sát, ba tâm quan sát, ba tâm quan sát, nếu vậy tính 17 ba tâm quan sát. Vậy thì ba tâm quan sát thì tại ở đây thì cảnh nhỏ hoặc là cảnh rất nhỏ. Cảnh nhỏ, ở đây thì cảnh nhỏ thì nó có thiện có bất thiện. Lấy ba tâm quan sát thọ, tại thường ba tâm quan sát thọ hỷ, cái tâm quan sát thọ hỷ thì nó xảy ra trong trường hợp mà cảnh cảnh rất tốt và cảnh tốt. Nhưng mà trong trường hợp cảnh nhỏ, cảnh nhỏ thì nó cũng là có cảnh tốt. Cảnh tốt, cảnh rất tốt. Cho nên nếu mà tính theo cái khía cạnh đó thì nó còn có luôn tâm quan sát thọ hỷ. Nhưng mà vì nó chỉ nhỏ thôi cho nên nó không không có tâm tâm động lực, không có tâm na cảnh. Thì nếu mà tính như vậy thì mình lấy được ba tâm quan sát. Ba tâm quan sát. Còn ở trong trường hợp cảnh rất nhỏ, cảnh rất nhỏ thì vì ở đây nó không có tâm khách quan, không có tâm khách quan cho nên ở đây mình không có tính nó được cái tâm nào, không có tính được cái tâm nào. Cái tiến trình tâm diễn ra ở đây thì mình chỉ tính cho các loại tâm khách quan. Ở trong trường hợp cảnh nó rất nhỏ vì nó không có tâm khách quan nào diễn ra cho nên mình bỏ nó đi, bỏ nó đi. Tại ở trong bốn loại cảnh á, bốn loại cảnh tức là mình có cảnh lớn, cảnh rất lớn, cảnh nhỏ hoặc là cảnh rất nhỏ. Thì ở trong cảnh lớn hoặc là cảnh rất lớn nó cũng có là cảnh cảnh rất tốt, cảnh tốt rồi cảnh xấu và cảnh rất xấu. Tức là trong trong trường hợp cảnh lớn hoặc là cảnh rất lớn nó cũng có diễn ra như vậy. Thì cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ thì nó cũng diễn ra trong trường hợp mà nó có rất tốt, tốt rồi xấu và rất xấu. Cho nên có tâm quan sát thì người ta tính theo cái khía cạnh đó. Nhưng không phải là nhưng mà vì ở đây nó nhỏ cho nên nó không diễn ra đủ các lộ trình tâm thôi cho nên không có gì. Cái trường hợp thứ sáu đó là số lượng tâm ngũ môn thời bình nhật, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ. Thì ở đây trong cách tính lộ trình tâm là người ta tính dựa theo tâm tâm hộ kiếp, tâm hộ kiếp. Thì ở đây mình có đó là ở trong trường hợp mà lộ tâm ngũ môn thời bình nhật cảnh nhỏ nó có từ 4 đến 9 hộ kiếp vừa qua, 4 đến 9 hộ kiếp vừa qua. Thì thí dụ như ở trong trường hợp 4 hộ kiếp vừa qua, 4 hộ kiếp vừa qua thì nó có thể sanh khởi đó là đối với nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Dạ. Về bốn trường hợp với hộ kiếp vừa qua thì nó sẽ có trường hợp bốn hộ kiếp vừa qua nó sẽ có là năm lộ trình tâm. Nó sẽ có năm lộ trình tâm. Ở đây thiện bất thiện thì người ta không có phân biệt nó. Mà người ta chỉ tính nó là khi mà nó diễn ra ở trong trường hợp thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Người ta tính theo cái khía cạnh đó. Thì bốn hộ kiếp vừa qua nó sẽ có năm lộ trình tâm. Rồi năm hộ kiếp vừa qua thì nó sẽ có năm lộ trình tâm. Sáu hộ kiếp vừa qua thì nó có
năm lộ trình tâm, bảy học kiếp vừa qua thì nó có năm lộ trình tâm, tám học kiếp vừa qua nó có năm lộ trình tâm, chín học kiếp vừa qua nó có năm lộ trình tâm. Tức là cứ mỗi một trường hợp học kiếp vừa qua thì nó có năm lộ trình tâm. Thì 4, 5, 6, 7, 8, 9, mình có 6 trường hợp. 6 trường hợp là mỗi trường hợp mình có 5 lộ trình tâm. Thì trong trường hợp đó nó có 30 lộ trình tâm. 30 lộ trình tâm, tổng cộng là 30 lộ trình tâm. Đó là ở trường hợp 1, cảnh nhỏ có 4 đến 9 hậu kiếp vượt qua hay là hậu phần vượt qua. Trường hợp 2 đó là lậu tâm ngũ môn thời mình nhật cảnh rất nhỏ, nó diễn ra nó là có 10 đến 16 hộ kiếp vượt qua, thì nó cũng tương tự giống như lúc nãy, tức là nó có thể xảy ra ở trong trường hợp đó 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Như vậy thì nó có 7 trường hợp. Có 7 trường hợp mà mỗi trường như vậy thì nó có 5 lộ trình tâm. Và ở trong trường hợp nó có 10 hữu phần vừa qua hay là 10 một hữu phần vừa qua, qua cho đến 16 hữu vừa qua, nó đều có thể, mặc dù ở đây chúng ta không thấy nó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nó không có, thì nó không có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nhưng mà trong trường hợp này á, nó vẫn có tác động, đó là có thể là ở trong trường hợp thấy hoặc là nghe hoặc là ngửi hoặc là nếm hoặc là đụng, nó vẫn có thể diễn ra ở năm trường hợp như vậy. Và mặc dù tình tâm nó không đủ nhưng mà nó vẫn có thể xảy ra trong năm trường hợp như vậy. Tại sao? Tại vì thí dụ như là chúng ta đi ngang qua mà chúng ta không để ý nó thì nó có thể là cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ xảy ra ở trong trường hợp đó là thấy, hoặc là cái âm thanh mà mình không có để ý nó, dù nó có diễn ra thì nó cũng có thể đó là xảy ra ở trong trường hợp nhỏ hoặc là rất nhỏ. Dạ. Trong lúc mà có mùi mà mình không để ý đến nó thì nó xảy ra ở trong trường hợp đó nhỏ hoặc là rất nhỏ. Hoặc là trong lúc mà nếm vị, có vị chua, vị ngọt gì đó. Dạ. Nhưng mà vì trong trường hợp đó nó quá nhỏ, nó nhỏ hoặc là quá nhỏ thì nó vẫn xảy ra, cái lộ trình tâm nó vẫn xảy ra trong trường hợp đó. Hay trong trường hợp xúc chạm, có những trường hợp xúc chạm làm cho mình cảm giác biết được là đau hoặc là dễ chịu, nhưng mà nhớ trong trường hợp mà nó cảnh, trong trường hợp mà mình không để ý nó thì nó trở thành cảnh nhỏ hoặc là cảnh rất nhỏ, cho nên nó vẫn diễn ra trong trường hợp đó là thân thích. Dạ. Thì dù trên lộ trình tâm thì mình không thấy nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nhưng mà trong trường hợp đó thì nó vẫn xảy ra, vẫn xảy ra đối với trường hợp đó năm cảnh, tức cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc. Dạ. Cho nên ở trong trường hợp này á, mỗi một trường hợp nó vẫn được tính nó là có năm lộ trình tâm. Mỗi trường hợp nó vẫn được tính nó là năm lộ trình tâm. Tức là trường hợp 10 hậu kiếp vừa qua là 5 lộ trình tâm, 11 hậu kiếp vừa qua là 5 lộ trình tâm, 12 hậu kiếp vừa qua là 5 lộ trình tâm, 13 hậu kiếp vừa qua là 5 lộ trình tâm, 14 hậu kiếp vừa qua là 5 lộ trình tâm, 15 hậu kiếp vừa qua đó là 5 lộ trình tâm, và 16 hậu kiếp vừa qua đó là 5 lộ trình tâm. Dạ. Yeah. Chúng ta để ý đó là cái này nếu thật ra thì nó không có quan trọng, tại vì nó không có diễn ra ở trong trường hợp giống như sư nói lúc nãy, nó có động lực, nó có tạo nghiệp. Dạ. Nhưng mà phải mình học để mình biết thêm, thì khi người ta hỏi là bây giờ ở đây đâu có thấy nhãn nhĩ tỷ thiệt thân gì đâu mà, thì làm sao mình tính lộ trình tâm đây.
Dạ. Thì chúng ta phải thí dụ giống như trường hợp lúc nãy, tức là thấy, có thể là cho mình nghe rất rõ, nghe rõ, nhưng mà do mình không có tác ý thì nó cũng có thể là trở thành là nhỏ hoặc là rất nhỏ, nhưng mà nó vẫn có sự tác động vào tâm để cái tiến trình tâm này nó diễn ra. Dù ở đây nó chỉ có là cái cảnh của các loại tâm này thì nó chỉ là cảnh chủ. Thì khi tính như vậy thì nó có 7 trường hợp, mà mỗi trường hợp nó có 5 năm thì nó có 35 lộ trình tâm. Có 35 lộ trình tâm. Lộ tâm ngũ môn thời bình nhật, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ xảy ra ở hàng người. Ở hàng người. Người thì nếu nói tất cả thì mình có 12 hạng người, nhưng mà 4 người đạo thì nó chỉ xảy ra ở 4 sát na trong lộ trình tâm ý môn, cho nên mình bỏ đi 4 người đạo thì mình còn lại đó là 4 người phàm và 4 thánh quả. 4 người phàm đó là mình có người lạc vô nhân, người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tâm nhân. 4 thánh quả đó là Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán. Thì thấy là cái vì cái lộ trình tâm này nó diễn ra trong trường hợp đó là thấy, nghe, ngửi, nếm đụng, thấy, nghe, ngửi, nếm đụng. Cho nên là dù là người phàm phu hay là bậc thánh á, thì cái việc thấy, nghe, ngửi, nếm đụng đó là cũng diễn ra bình thường, cũng diễn ra bình thường. Và ở các bậc thánh thì cũng vậy thôi, tức là không phải cảnh nào khi mà xảy ra đều có đầy đủ đó là động lực, đều xảy ra cái lộ trình tâm là động lực. Tức là chỉ cái nào mà các ngài tác ý với người phàm phu mình á, có thể là mình bị phong dật, mình thích cảnh này, mình thích cảnh kia, cho nên mình bám lấy cái đó, thì cái còn cái còn lại thì bỏ nó đi. Thì từ đó nó dẫn lộ trình tâm đó là có cảnh rất lớn, cảnh lớn và cảnh nhỏ, hay là cảnh rất nhỏ. Nhưng mà với các bậc thánh, tức là có những cách đó là các ngài cần chú ý đến, cần để ý đến, thì cái đó nó lộ trình tâm đó là nó diễn ra đầy đủ. Còn ở những trường hợp còn lại, ví dụ nếu mà có thấy các ngài không có để ý đến, không có quan tâm những cái việc đó, thì cái đó nó trở thành là cảnh nhỏ hoặc là cảnh rất nhỏ. Và khi cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ thì nó cũng diễn ra các lộ trình tâm tương tự. Nó cũng diễn ra cái lộ trình tâm tương tự giống như là ở người phàm phu. Thì nếu ở trong trường hợp này, nếu mà cảnh tốt thì đó là quả của thiện nghiệp, còn cảnh xấu thì là quả của bất thiện nghiệp. Thì cái tâm tiếp theo quan sát từ đó nó cũng sanh khởi, nó thuộc về thiện hoặc là bất thiện, ngay cả của người phàm phu hay là bậc thánh nó cũng giống nhau. Nó cũng giống nhau. Nhưng vậy thì người thì ở đây mình có đó là 8 hạng người, 8 hạng người, tức là 4 người phàm và 4 thánh quả, 4 người phàm và 4 thánh quả. Tiếp theo đó là phần cõi, là tâm ngũ môn thời bình nhật, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ xảy ra ở các cõi. Cõi thì mình có 31 cõi, là mình có 11 cõi dục giới, 16 cõi sắc giới và 4 cõi vô sắc. Nhưng mà bây giờ ở đây mình đang nói về lộ trình tâm ngũ môn. Lộ trình tâm ngũ môn tức là phải liên quan đến sắc, cho nên loại bỏ trường hợp đó là 4 cõi vô sắc. Rồi trường hợp thứ hai đó là
Vì ở đây Bài mình học viên đang Tô nói Quốc đó là nghe tắt âm thanh ạ. trường hợp thứ hai, đó là vì ở đây mình đang nói về lộ trình tâm mà nó diễn ra, thì nó đòi hỏi phải có tâm. Nhưng mà ở cõi vô, trong 16 cõi sắc giới thì mình có cõi vô tưởng, ở cõi đó nó không có tâm, cho nên lộ trình tâm này nó cũng không có xảy ra ở trong trường hợp đó. Thì khi mình tính như vậy thì mình loại bỏ được 5 cõi, tức là 4 cõi vô sắc và 1 cõi vô tưởng. Thì mình còn lại đó là 31 cõi, mình bỏ ra 5 cõi thì mình còn lại là 26 cõi. 26 cõi. Trong 26 cõi đó, đối với cõi dục giới, 11 cõi dục giới thì nó có thể xảy ra đối với lần ngũ môn, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là đủ hết. Thí dụ ở cõi người mình, thì mình đều có thể là nghe, ngửi, nếm, đụng, đủ cả 5 trường hợp. Nhưng mà ở cõi phàm thiên, từ phàm thiên sắc giới trở lên, từ phàm thiên sắc giới trở lên, nó do mãnh lực của thiền á. Cho nên vị phàm thiên á, nó chỉ còn sử ở nhãn thức, nhị thức, tức là ở lộ nhãn môn và nhĩ môn thôi. Còn lộ tỷ môn, thiệt môn, thân môn là nó có làm việc. Nó có làm việc. Nó chỉ có là nhãn thức và nhị thức, tức là nghe, thấy và nghe. Thấy và nghe. Và nhờ có thấy và nghe đó, cho nên vị phàm thiên đó là mới có khả năng đó là tu tập mà chứng đắc được thánh quả. Còn như ở vô sắc giới, ở cõi vô sắc giới, nếu mà chưa chứng đắc được bậc thánh Tu Đà Hoàn thì thiếu cái nghe này thì không thể chứng đắc được thánh quả. Thiếu cái nghe để tu tập này thì không thể chứng đắc được thánh quả. Nhưng mà ở cõi sắc giới thì lại có được cái lợi thế đó, tức là còn có thể nghe được rồi thấy được, mà nhờ đó thì phàm thiên ở cõi sắc giới có thể tu tập từ người phàm phu chứng đắc được thánh quả. Tuy nhiên trong trường hợp này mình cũng loại ra 5 trường hợp cõi tịnh cư. Trong trường hợp đó thì chỉ để dành cho bậc thánh Anaham, thì mình cũng loại bỏ trường hợp đó. Nhưng mà chung lại thì 11 cõi cõi phàm thiên, tức là 15 cõi phàm thiên từ ra cõi vô tưởng thì chỉ có lộ nhãn môn và nhĩ môn, nhãn môn và nhĩ môn. Vậy mình nói tổng quát thì nói là có 26 cõi, nhưng mà thật ra thì trong trường hợp mà diễn ra ở được 26 cõi thì chỉ có ở trong trường hợp lộ nhãn môn và nhĩ môn. Còn tỷ môn, thiệt môn và thân môn thì nó chỉ xảy ra ở 11 cõi dục giới. Chỉ xảy ra ở 11 cõi dục giới. Là nhãn môn, nhĩ môn, lộ nhãn, lộ nhĩ thì xảy ra ở 26 cõi dục. Âm sao ở 26 cõi ngũ uẩn. Trường hợp lộ tỷ, lộ thiệt và lộ thân là chỉ xảy ra ở 11 cõi dục giới. 11 cõi dục giới. Thì đó là phần lộ trình tâm ngũ môn, mà cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ. Mình chỉ có bao nhiêu đó. Sao giờ bữa nay mình tạm học bao nhiêu đây ha? Hôm trước sư nói sư giải thích cái phần cô Phúc Vị Trung hỏi, nhưng mà bữa nay đọc lại cái phần kiểm tra đó tìm hoài tìm không thấy, để chừng nào tìm thấy sư sẽ giải thích lại. Bây giờ bữa nay mình tạm học bao nhiêu đây đi mọi lớp. Dạ, bài học đến hôm nay đã kết thúc.
Chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy. Chúng con xin kính chúc sư được nhiều sức khỏe và an vui ạ. Bây giờ xin mời chị Tịnh Hạnh tham kính phước chư thiên và chị Tịnh Hạnh. Dạ, Bích Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Thầy, con kính tri ân sư. Con xin mặt cô chú học viên trong rơm hồi hướng phước báo quy học hôm nay đến chư thiên ạ. Akasatha Javamatha Devana Kamahitika Punyang no Anumodan Tuchirang Rakhan Tusasanang Akasatha Javamatha Devana Kamahitika Punyang no Anumodan Tuchirang Rakhan Tunogaro Akasatha Javamatha Devana Kamahitika Bốn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nhà ta yô a ca sa tha cha phâm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bốn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu pa ni nô a ca sa tha cha phâm ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bốn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nô sa đa. Idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagate kale. Sa thu. Dạ, buổi học đến hôm nay đến đây đã hoàn tất. Xin mời lớp nghỉ. Con kính chúc ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ, con kính chúc sư nhiều sức khỏe ạ. Con kính chúc ân sư ạ. Chào. 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 Chào.